Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục pháp luật và đời sống đầu năm kỷ hợi 2019. Nhân dịp đầu năm mới, những người thực hiện chương trình kính chúc quý vị và các bạn năm mới nhiều niềm vui và hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung sau đây. Đầu tiên là một giới thiệu văn bản pháp luật. Chúng tôi sẽ giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị định số 01 trên 2019 của Chính phủ, quy định nhiệm vụ chế độ chính sách đối với kiểm lâm, Tiếp theo là phần trả lời thư. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 01 trên 2019 về kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng. Nghị định này quy định chi tiết về nhiệm vụ quyền hạn tổ chức, trang bị bảo đảm hoạt động và chế độ chính sách đối với kiểm lâm, nhiệm vụ quyền hạn và bảo đảm hoạt động của lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của chủ rừng. Nghị định nêu rõ nhiệm vụ quyền hạn của kiểm lâm trung ương là tham mưu cho người đứng đầu cơ quan, giúp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, quản lý nhà nước về lâm nghiệp, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch, phương án, đề án về quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy và chữa cháy rừng, bảo đảm chấp hành pháp luật về lâm nghiệp chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy dài, chữa cháy rừng, bảo đảm chấp hành pháp luật về lâm nghiệp trên phạm vi toàn quốc. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy dài, chữa cháy rừng, bảo đảm chấp hành pháp luật về lâm nghiệp trên phạm vi toàn quốc. Về trang bị bảo đảm hoạt động của kiểm lâm, nghị định nêu rõ, kiểm lâm được trang bị thống nhất về đồng phục, kiểm lâm hiệu, phù hiệu, cấp hiệu, cờ hiệu, cờ truyền thống, giấy chứng nhận kiểm lâm Kiểm lâm được trang bị và sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ theo quy định của pháp luật. Được trang bị các loại phương tiện, thiết bị chuyên dụng tiên tiến hiện đại để thực hiện nhiệm vụ quản lý rừng, theo dõi diễn biến rừng, phòng cháy và chữa cháy rừng, tuần tra, kiểm tra, đấu tranh ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp. Chế độ chính sách đối với kiểm lâm được quy định như sau: Kiểm lâm được hưởng chế độ lương theo ngạch, bậc, chức vụ và các chế độ khác theo quy định của pháp luật. Kiểm lâm trong khi trực tiếp làm nhiệm vụ bị thương được hưởng chế độ chính sách như thương binh, bị hy sinh được công nhận liệt sĩ theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 2 năm 2019. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi tiết mục hộp thư truyền hình. Mở đầu tiết mục hôm nay, chúng tôi trả lời thư của ông Nguyễn Giang Tiến ở phường 5 thành phố Bạc Liêu. Thư ông hỏi. Nhà tôi mua giấy tay ở được 8 năm nhưng chưa được cấp giấy hồng, thì có được xem là chỗ ở hợp pháp để làm hộ khẩu hay không? Ông Tiến thân mến, theo yêu cầu của ông, chúng tôi xin trả lời như sau. Khoảng 1 điều 6 Nghị định số 31 trên 2014 của Chính phủ quy định về giấy tờ, tài liệu, chứng minh chỗ ở hợp pháp để đăng ký thường trú, là một trong các giấy tờ tài liệu sau đây. Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hoặc giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở do cơ quan có thẩm quyền cấp qua các thời kỳ. Giấy tờ về quyền sử dụng đất ở theo quy định của pháp luật về đất đai đã có nhà ở trên đất đó. Giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng. Đối với trường hợp phải cấp giấy phép. Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước hoặc giấy tờ về quá giá thanh lý nhà ở thuộc sở hữu nhà nước. Hợp đồng mua nhà ở hoặc giấy tờ chứng minh việc đã bàn giao nhà ở đã nhận nhà ở của doanh nghiệp có chức năng kinh doanh nhà ở, đầu tư xây dựng để bán. Giấy tờ về mua bán tặng cho, đổi, nhận thừa kế nhà ở có công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp xã. Giấy tờ về giao tặng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết cấp nhà ở, đất ở cho cá nhân, hộ gia đình, di dân theo kế hoạch của nhà nước hoặc các đối tượng khác. Giấy tờ của tòa án hoặc cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền giải quyết cho được sở hữu nhà ở đã có hiệu lực pháp luật. Giấy tờ có xác nhận của ban nhân dân cấp xã về nhà ở, đất ở không có tranh chấp quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở nếu không có một trong các giấy tờ nêu trên. Như vậy, trường hợp của ông để chứng minh là chỗ ở hợp pháp khi đăng ký thường trú, thì ông cần phải có giấy xác nhận của ban nhân dân cấp xã về nhà ở, đất ở, không có tranh chấp quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở. Thân ái chào ông! Tiếp theo, chúng tôi trả lời thư của bà Đào Thị Tú Nga ở phường Hộ Phòng, thị xã Gia Rai. Tôi có ba chị em, một em gái đang sống ở Úc, Kinh tế đang gặp khó khăn nên chị em tôi đã bàn bạc và thống nhất bán căn nhà mà mẹ tôi đã qua đời để lại chia làm ba và em gái tôi được chia một phần. Xin hỏi khi em gái tôi về Việt Nam để nhận phần di sản được chia này khoảng 800 triệu đồng, có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không? Nếu có thì phải đóng bao nhiêu phần trăm trên tổng số tiền được nhận và có phải làm thủ tục gì để được nhận không? Bà Nga thân mến, yêu cầu của bà chúng tôi xin trao đổi như sau. Do trong đơn bà không nêu rõ, Việc mẹ bà chết có để lại di chúc hay không và căn nhà này có thuộc sở hữu của duy nhất mẹ bà hay không. Nên chúng tôi sẽ tư vấn cho bà dựa theo giả định là mẹ bà mất không để lại di chúc và di sản để lại là căn nhà thuộc sở hữu của duy nhất mẹ bà. Ba chị em bà là những người đồng thừa kế duy nhất. Trên cơ sở này, chúng tôi tư vấn như sau. Do mẹ bà mất không để lại di chúc, nên căn cứ theo điều 650 Bộ luật dân sự Ba chị em sẽ thuộc trường hợp thừa kế theo pháp luật. Theo điều 651 Bộ luật dân sự, ba chị em sẽ được hưởng phần di sản bằng nhau. Để nhận được phần di sản này, ba chị em phải tiến hành thủ tục khai nhận di sản đối với căn nhà do mẹ để lại. Trường hợp ba chị em nhận di sản thừa kế là căn nhà, ba chị em cùng đứng tên căn nhà thì sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên theo yêu cầu của bà căn nhà này sẽ được bán đi để chia lại cho người em ở Úc. Do đó, về nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân của em gái bà, khi chuyển nhượng căn nhà này, có hai trường hợp có thể xảy ra như sau. Một, nếu em gái bà chưa có quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở nơi khác tại Việt Nam, thì em gái bà sẽ được miễn thuế theo quy định tại thông tư số 111 trên 2013 của Bộ Tài chính. Hai, nếu em gái bà đã có quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở nơi khác tại Việt Nam, thì căn cứ theo thông tư số 92 trên 2015 của Bộ Tài chính. Trường hợp chuyển nhượng bất động sản là đồng sở hữu, thì nghĩa vụ thuế được xác định riêng cho từng người nộp thuế theo tỷ lệ sở hữu bất động sản. Do đó, em gái bà sẽ chịu thuế theo tỷ lệ sở hữu căn nhà. Cụ thể, mức thuế suất em gái bà phải chịu là 1 phần 3 của 2% giá trị chuyển nhượng căn nhà. Trên đây là một số ý kiến trao đổi để bà tham khảo. Thân ái chào bà. Bạn Trần Mỹ Tâm ở xã Long Điền Đông A, huyện Đông Hải viết thư về chương trình hỏi. Sau khi mẹ tôi mất, năm 1999, anh chị em chúng tôi đã đồng ý để anh trai được ở căn nhà của mẹ chúng tôi nhằm lo thờ cúng mẹ. Khi mẹ tôi mất, không để lại di chúc. Đến tháng 7 năm 2018, anh trai tôi tự ý bán căn nhà mà không có sự đồng thuận của anh chị em chúng tôi. Vậy, theo quy định của pháp luật, trường hợp này sẽ được giải quyết như thế nào? Bạn Tâm thân mến, yêu cầu của bạn chúng tôi xin trả lời như sau. Các anh chị em bạn thỏa thuận dùng di sản của mẹ để lại vào việc thờ cúng, đồng thời chuyển nhượng di sản này cho người anh của bạn để ở, quản lý mà không được bán, chuyển nhượng cho người thứ ba là phù hợp với Điều 616 và Điều 617 của Bộ Luật Dân sự. Việc người anh của bạn ký bán căn nhà đã vi phạm thỏa thuận cam kết với các anh em theo quy định của bộ luật dân sự. Đây là vụ việc dân sự, quyền và lợi ích hợp pháp của bạn rõ ràng đã bị xâm hại. Nhưng vụ việc đã xảy ra và anh của bạn là người trong gia đình, nên các anh em cùng ngồi lại với nhau để bàn bạc, trao đổi nhằm tránh gây mất đoàn kết, mất tình của anh em. Nếu không thương lượng được, bạn hay bất kỳ thành viên nào trong gia đình có quyền khởi kiện người anh ra tòa án thẩm quyền để được giải quyết. Thân ái chào bạn. Liên quan đến vấn đề đăng ký kết hôn, bạn Lê Thu Hà ở xã Châu Hương A, huyện Vĩnh Lợi hỏi. Hai chúng tôi nộp hồ sơ ra Ủy ban nhân dân xã đăng ký kết hôn và được hẹn ngày ra lấy giấy chứng nhận kết hôn. Thế nhưng đến ngày hẹn, anh ấy có việc đột xuất phải đi xa nên chỉ có mình tôi ra Ủy ban nhân dân xã thì cán bộ tư pháp không cho nhận giấy. Tôi gặp lãnh đạo xã thì được giải thích là phải có mặt cả hai người thì mới giải quyết được. Vậy việc này đúng không? Bạn Hà thân mến, thắc mắc của bạn chúng tôi xin trả lời như sau. Theo khoảng 3 điều 18 Nghị định số 158 trên 2005 của Chính phủ quy định, khi đăng ký kết hôn, hai bên nam nữ phải có mặt. Đại diện Ủy ban Nhân dân cấp xã yêu cầu hai bên cho biết ý muốn tự nguyện đăng ký kết hôn. Nếu hai bên đồng ý kết hôn, thì cán bộ tư pháp hậu tịch ghi vào sổ đăng ký kết hôn và giấy chứng nhận kết hôn. Sau đó hai bên nam nữ ký vào sổ và giấy chứng nhận kết hôn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã sẽ ký cấp cho mỗi bên nam nữ một bản chính giấy chứng nhận kết hôn. Giải thích cho hai bên về quyền và nghĩa vụ của vợ chồng theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình. Như vậy việc lãnh đạo xã giải thích khi đăng ký kết hôn bắt buộc hai bạn phải có mặt để làm thủ tục như trên là đúng pháp luật. Bạn Lê Đăng Liệu ở phường 7 thành phố Bạc Liêu viết thư về chương trình hỏi. Vợ chồng tôi cưới nhau vào tháng 3 năm 2015. Sau đó cả hai vợ chồng có lập văn bản thỏa thuận về tài sản chung riêng như sau. Căn nhà đang ở là tài sản riêng của chồng. Xe ai đứng tên thuộc về người nấy. Khi mua nhà đất mới thì đứng tên chung vợ chồng. Nay tôi phát hiện anh ấy có bồ nhí nên tôi muốn thỏa thuận lại căn nhà đang ở là tài sản chung của vợ chồng được không? bản Liệu thân mến, yêu cầu của bạn chúng tôi xin trả lời như sau. Theo điều 17 Nghị định số 126/2014 của Chính phủ quy định về sửa đổi bổ sung nội dung của chế độ tài sản của vợ chồng như sau: Trong trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận được áp dụng thì trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận sửa đổi, bổ sung một phần hoặc toàn bộ nội dung của chế độ tài sản đó hoặc áp dụng chế độ tài sản theo luật định. Thỏa thuận sửa đổi bổ sung nội dung của chế độ tài sản của vợ chồng phải được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật. Như vậy, vợ chồng bạn có quyền sửa đổi thỏa thuận về căn nhà đang ở từ tài sản riêng của người chồng thành tài sản chung của vợ chồng theo quy định nêu trên. Thân ái chào bạn! Chương trình xin tiếp tục phần trao đổi theo thư yêu cầu của anh Phan Nhật Hùng ở xã Châu Hưng A, huyện chính lợi. Năm 2011, tòa huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng xử ly hôn và giao con gái chúng tôi cho vợ tôi nuôi. Nay vợ tôi định đi bước nữa nên tôi muốn đem con về nuôi. Tôi đến quỹ ban nhân dân xã nơi vợ tôi đang ở thì cán bộ tư pháp lại hướng dẫn tôi kiện ra tòa để thay đổi quyền nuôi con. Cán bộ xã giải thích vậy có đúng không? Vì tòa án xử rồi, họ có chịu xử lại không? Anh Hùng thân mến, yêu cầu của anh chúng tôi xin trả lời như sau. Theo khoảng 3 điều 27 Bộ luật tố tụng dân sự sửa đổi bổ sung năm 2011, tranh chấp về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án. Tại Điều 84 Luật Hôn Nhân và Gia Đình năm 2014 cũng quy định, trường hợp có yêu cầu của cha mẹ về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con, thì tòa án có thể quyết định việc này. Chúng tôi xin nói thêm, việc thay đổi người trực tiếp nuôi con được giải quyết khi có một trong các căn cứ sau đây. Cha mẹ có thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phù hợp với lợi ích của con. Người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp trong nôm, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con. Như vậy, việc thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án, chứ không phải của ban nhân dân. Trước đây, tòa án giải quyết cho vợ anh được nuôi con trong bản ly hôn, nhưng nay anh có quyền yêu cầu tòa án thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn. Tòa án sẽ xem xét giải quyết yêu cầu mới này của anh. Cán bộ tư pháp xã giải thích như trên là đúng luật. Thân ái chào anh. Bạn Lê Mỹ Hạnh ở thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, viết thư hỏi: Tôi làm việc tại một công ty xuất khẩu thủy sản ở trên địa bàn và đã đóng bảo hiểm thất nghiệp được 60 tháng, và giờ tôi nộp đơn xin nghỉ việc. Công ty cũng đồng ý và ra quyết định cho nghỉ việc. Vậy trường hợp của tôi thì được hưởng trợ cấp thất nghiệp bao nhiêu tháng? Bạn Hạnh thân mến, yêu cầu của bạn chúng tôi xin trả lời như sau: Theo điều 50 Luật Việc làm quy định thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 3 tháng trợ cấp thất nghiệp. Sau đó cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 1 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng. Như vậy trường hợp của bạn đã đóng bảo hiểm thất nghiệp 60 tháng thì bạn sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp 5 tháng. Quý vị và các bạn thân mến, phần trả lời thư vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Thay mặt những người thực hiện chương trình, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹp lại trong chương trình kỳ sau.